family. This is a community. I'm telling you right here, right now, this is a movement that will not die until we get our answers. Thank you. Justice for Danny Pham. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta có một số những người khách ngoại quốc cũng như những người bạn ở trong những cái sắc dân khác, họ cũng đã bị có những trường hợp bị hành hung, nhưng mà cái may mắn hơn là họ không có bị giết chết bởi cảnh sát giống như Đen Vô Phạm. Quý vị, tuy nhiên nơi đây trong đêm thắp nến cầu nguyện cho con tôi là Đen Vô Phạm. Trước hết, tôi có lời xin cảm ơn ban đại diện cộng đồng Việt Nam miền Bắc Cali đã tổ chức hết sức thành công ngày hôm nay, ngày họp báo cũng như buổi tối nay là buổi thắp nến cầu nguyện cho con tôi và gia đình chúng tôi. Chúng tôi cũng xin kính cảm ơn tất cả các hội đoàn, ban ngành, báo giới, truyền thông ngoại quốc và Việt Nam đã tới đây để lấy tài liệu giúp sức và đòi công lý cho nạn nhân Đen Vô Phạm là con của gia đình chúng tôi. Dạ, thưa em khỏe chị. Đúng rồi. Gonna fight for his justice. We gonna fight, you know. So when he lay down there, he know that we are gonna work, and we gonna try to work with the district attorney Doris Carr to open grand jury. When everything has happened, you know, he will be happy to be laid down there. So can we all together so we can sing? Kinh Hòa Bình is a Vietnamese song. It's a prayer. If you don't know, it's okay. You just join us. So I let Anh Ý to lead this song. Chúng ta cùng hát Kinh Hòa Bình cầu nguyện cho Đen Vô Phạm cũng như chúng ta hợp với em để hướng lòng và cầu nguyện để công lý được thể hiện. Chúng ta cùng hát. Lạy Chúa Thượng Nhân, xin cho con biết mình yêu và phụng sự Chúa. Xin cho con xuống nhận lại lòng đầy thiên chí. Ơn an bình.
Và xin cảm ơn tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Hiện bây giờ thì cảm ơn cũng biết là còn bao nhiêu người bên Silicon Valley debug nữa. Nhưng mà phải công nhận rằng là nếu quý vị nào mà có những cái khó khăn hay là bị hành hung bởi cảnh sát thì cái cơ quan Silicon Valley Debug sẽ giúp đỡ cho quý vị rất nhiều. Như vừa rồi thì có cái bà Barbara đó, bà có nói rằng là đáng lẽ con bà không có được sự công bằng, nhưng mà nhờ cái sự tranh đấu của cơ quan Silicon Valley Debug mà con của bà ta được xử công bằng. Thành ra bên đó họ cũng có những người luật sư để mà giúp đỡ cho tất cả quý vị. Cảm ơn, hy vọng rằng đây là một cái bước đầu tiên mà vì Daniel Phạm đã chết đi, nhưng mà chúng ta sẽ không có một người thứ ba nữa trong cộng đồng mình, trong cộng đồng của chúng ta hiện nay ở trong vùng San Jose cũng như Santa Clara. Thì bây giờ cảm ơn, cũng xin vài lời với những người ngoài quốc. Ladies and gentlemen, I know that it's been like 2.5 hours we gather here tonight, and we appreciate your presence here. We're here together, and we pray for Daniel Phan, victim, and we want to raise awareness to all the community about the brutality of police department. We want to work with District Attorney Doris Carr to open grand jury so we can fight for justice for Daniel Pham, and we deserve answers, because since the Mother Day's main camps until now, no one knows what's going on. Any information has been covered up. So that's why we are here, to raise our concern and to raise our voice to political official. And we believe this. Yeah. If we work together, we united, our voice will be louder, our voice will be heard, and not just a political official, just all the people that care and concern about the community, people that care and concerns about the other community. As tonight we saw the several community leaders from different organizations has joined us tonight because they do care, not just because Daniel Pham is nothing relating to their community, but because they want to have justice. Justice is just not just only for the Vietnamese American community, justice for all, because we don't want to see any other incidents happen again in this Santa Clara County and also in city San Jose. So we're gonna have to work together, and we will unite it so we can have our voice will be heard from our political official. So if anyone has anything and remark to say, so I think if not, then I think we're gonna say the three slogan again before we're gonna break out. And I think it's about time. I know a lot of people will be very cold. If anyone has a concern, please step up and say. If not, then we're gonna say three times. Open grand jury now, justice for Daniel Pham, and we deserve answers. And hopefully that tonight, this is just the beginning. It's the beginning of the grand. No! We deserve answers. No! We deserve answers. No! Okay, Anyang, on behalf of the Vietnamese American community of Northern California, we appreciate Silicon Valley, Debug, Asian Law Alliance, Siren, and all the community members have gathered here today. And we will follow up with this open grand jury, and we want to demand until we have an answer, right? Yeah. So we're gonna have to continue to fight and work for justice for Daniel Pham. Và cảm ơn cũng đại diện cho anh chị em trong ban đại diện cộng đồng Bắc Cali, cũng chia buồn đến gia đình anh Vinh Phạm, và hy vọng rằng là chúng ta có tiếng nói và chúng ta sẽ tranh đấu để mà có một cái buổi thẩm đoàn xử công bằng và mở ra cho tất cả mọi người đều biết và đều nghe. Và đây hy vọng là không phải là bước đầu tiên,
chúng ta sẽ còn hợp nhau và sẽ có rất nhiều những vụ mà rất là cũng như là vụ của anh Nguyễn Quốc Dương đã bị đánh rất là oan uổng, và chúng ta phải ngồi lại với nhau để mà chúng ta có tiếng nói. Đó là điều hy vọng của Cẩm Vân cũng như ban đại diện cộng đồng đóng góp vào trong những cái công tác để mà chúng ta cứ ngày càng lớn mạnh, có tiếng nói để mà vào trong vào dòng chính. Và Cẩm Vân nhường lại cho anh Nhân. Cảm ơn con Cẩm Vân. Cảm ơn tất cả quý đồng hương. Sáng hôm nay 11 giờ chúng ta cũng đã tham dự rồi, và chiều hôm nay thì mặc dù trời rất là lạnh nhưng mà quý đồng hương cũng đã có mặt rất là đông trong chiều hôm nay. Thì chúng tôi xin thay mặt ban đại diện cộng đồng và nhất là anh Vinh Phạm, gia đình của Daniel Phạm đó, rất cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý đồng hương trong ngày hôm nay. Và chúng tôi một lần nữa xin thành thật cảm ơn sự hiện diện đó. Và sáng hôm nay chúng tôi cũng có những cái thiếu sót đã làm cho quý vị rất là mệt mỏi và không có nước uống. Thì bây giờ trước khi quý vị ra về, chúng tôi mời quý vị dùng nước và chúng ta sau đó cùng về với nhà và cầu nguyện cho tất cả những cái gì tốt đẹp nhất đến với tất cả cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Thay mặt cộng đồng Việt Nam một lần nữa, chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự hiện diện tất cả của quý đồng hương hôm nay. Xin thành thật cảm ơn.